Phước đức nhân duyên bởi tại người, luật đời nhân quả có lâu rồi, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba. Chớ tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì, trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn. Đây cũng là thời điểm vật đổi sao rời, chuyện cảnh thay hình cho quý bạn mệnh, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà như thác lũ, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ, muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, sự thật tuyệt vời chưa từng có, tuổi Kỷ Hợi 1959, lộc trời ban xuống, gặp may liên tiếp, tiền vàng ùn ùn kéo về, đổi đời giàu như vũ bão, đúng tháng 7 âm lịch 2024. Đôi khi gió nhẹ thoảng qua, đảo lộn cuộc sống khiến ta buồn lòng, dòng đời vẫn đục khơi trong, ai ai cũng muốn cầu mong an lành, nỗi buồn có ngọn có ngành. Mỗi cây mỗi quả tươi xanh tùy người, tốt duyên vui vẻ tươi cười, xấu duyên cay đắng dã rời tâm can, nhiều lúc một mình khóc than, tiếc cho duyên kiếp gian nan sự đời, khổ đau chẳng nói nên lời, chôn vùi thầm kín kêu trời thấu trăng, nhân quả sẽ phán công bằng, luật trời định số biết rằng khó qua, nhưng đời ai muốn xót xa, cầu mong an lạc đó là đương nhiên. Có duyên biết mệnh, Kỷ Hợi 1959 bất ngờ nhận lộc lớn trời ban, tiền về tới tấp, đổi đời giàu nhanh chóng mặt, đúng tháng 7 âm lịch 2024. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý. Cuộc sống này vô cùng khó lường, nhiều biến động khôn lường, nhiều cô bác tuổi Kỷ Hợi tự hỏi không biết tương lai của mình hung cát ra sao, và khi đã qua cột mốc 60 năm cuộc đời, nhiều cô bác không khỏi lo lắng bất an vì càng già càng lắm bệnh tật, lại thêm nhiều nỗi lo về con cháu, tiền bạc, nhìn những người bạn ngày ngày gần gũi, thân quen dần rời xa cõi đời mà bần thần cô đơn, xót xa cõi lòng. Vì vậy, với mong muốn nắm bắt được vận mệnh, nhiều cô bác đã tìm đến tử vi tướng số nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Chính vì vậy, các nhà tử vi huyền học cùng giới chiêm tinh tử vi đã dày công nghiên cứu các chòm sao cung mệnh, tìm hiểu số mệnh theo khoa học và đúc kết ra những lời nhắc mệnh vô cùng chính xác. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là con giáp được luận giải về vận trình tháng 7 âm lịch 2024. Dẫu trước đây gặp vô số khổ nạn, khiến tuổi Kỷ Hợi hao tiền tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức bất công. Nhưng đúng trong tháng 7 âm lịch 2024, chỉ cần biết 4 điều đại kỵ này thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu có hưởng phúc ba đời, gia đạo sung túc, tinh thần hạnh phúc, tiền của sung túc, công danh thịnh vượng. Vậy, vận trình cụ thể đúng tháng 7 âm lịch 2024 về sự nghiệp, công danh, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên, gia đạo của người tuổi Kỷ Hợi cụ thể sẽ ra sao? Và điều gì giúp tín chủ đổi đời giàu có nhanh chóng mặt? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây. Tổng quan tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Lợn cũng là loài động vật thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Đại đa số mọi người luôn cho rằng lợn là loài động vật ngốc và hôi hám, nhưng thực ra lợn không hề ngốc và chúng rất thích sạch sẽ. Những người sinh năm Hợi cũng có tính cách trung thành, nếu họ phụ trách đơn vị thì sẽ không bao giờ quên được lãnh đạo của mình, cho dù đã đi theo con đường riêng của mình. Người tuổi Kỷ Hợi phải bình tĩnh và trau dồi các kỹ năng để hài hòa với môi trường xung quanh. Người cầm tinh lợn thường dễ mất tự tin nếu gặp phải thất bại trên con đường làm việc của mình. Đồng thời, họ sẽ quan tâm đến việc người khác đang cười nhạo và coi thường mình. Trên thực tế thì không phải vậy,
họ sẽ cố chấp làm theo cách của bản thân mình đề ra nhằm củng cố tâm lý của bản thân. Bằng tính tự ái mà biến những bước lùi nhỏ thành thất bại lớn, bản mệnh nên cố gắng bình tĩnh giao tiếp với đồng nghiệp và không nên nghĩ rằng người khác đang cười nhạo mình. Hãy chuyển đổi loại tâm lý này, chỉ bằng cách giúp đỡ bản thân, bạn mới có thể vượt qua thất bại thành công. Người tuổi Kỷ Hợi sinh vào buổi sáng có tính tình thường xuyên hay thay đổi, không ổn định, bề ngoài họ luôn tỏ ra dũng cảm, nhưng thực ra lại là người liều lĩnh, không nghe lời khuyên can của người khác. Do đó, mà đường tài lộc của người tuổi này cũng nhiều gập ghềnh, thường là khi gặp khó khăn lại hay lòng vòng về chỗ cũ. Để cải thiện vận số này, bản mệnh chỉ có thể trau dồi khả năng suy nghĩ chín chắn trước khi hành động, xin lời khuyên của người khác về nhiều mặt và cũng nên làm phong phú thêm khả năng ra quyết định của bạn. Người tuổi Kỷ Hợi sinh vào buổi trưa có tinh thần chiến đấu như lợn rừng. Khi gặp cơ hội thì dũng khí làm cho họ nên họ có thể gặp may mắn, làm ăn phát đạt, nhưng nếu gặp trở ngại thì những người này sẽ dễ nản lòng, chán nản, mất tinh thần chiến đấu. Điều này giống như một con lợn lười biếng, nó sẽ làm cho thành quả ban đầu giảm sút. Vì vậy, làm thế nào để vượt qua giai đoạn này trở nên vô cùng quan trọng. Người tuổi Kỷ Hợi có thể tìm đến những người có kinh nghiệm và chuyên môn để xin lời khuyên và hướng giải quyết. Những người đàn ông tuổi Kỷ Hợi sinh vào buổi trưa cũng là người nhiệt huyết và yêu gia đình, cũng giống như tính cách dữ dội và phóng khoáng, họ có đam mê công việc và cả tình yêu. Phụ nữ sinh giờ này sôi nổi và hóm hỉnh, yêu gia đình và chăm sóc những người khác, những cô gái khá thích hợp để trở thành những bà nội trợ lý tưởng. Người tuổi Kỷ Hợi sinh vào buổi tối có tính tự cao, tự đại, nên tiến hành công việc gì cũng với thái độ ngạo mạn, tự tin thích hợp làm lãnh đạo. Những người có ấn tượng không tốt thì cần điều chỉnh và cải thiện tính cách của mình. Phụ nữ sinh vào buổi tối cũng năng động và thông minh, họ sẽ là một thư ký có giới hạn làm việc lý tưởng và một người nội trợ lý tưởng. Tuy nhiên, đôi khi họ sẽ tự mình lo liệu công việc mà không xảy ra vấn đề gì. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, đúng tháng 7 âm lịch năm 2024. Tháng 7 âm lịch này là tháng Nhâm Thân, thiên can Nhâm Thủy, địa chi Thân Kim, tuổi Kỷ Hợi thiên Kỷ Thổ, địa chi Hợi Thủy. Theo ngũ hành cho thấy bạn độc lập, quyết đoán, mạnh mẽ và bạn hoàn toàn xứng đáng với số tiền mình kiếm được trong thời gian này. Tử vi tháng 7 năm 2024, tuổi Kỷ Hợi âm lịch, thực thần ghé thăm mang lại nhiều điều kiện thuận lợi trong làm ăn cho con giáp tuổi Hợi. Nhờ thế mà nhiều người ký được hợp đồng lớn, nhất là những ai làm trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, truyền thông. Thế nhưng, thiên cầu hung tinh dự báo có họa thị phi ghé thăm, khiến con giáp tuổi Kỷ Hợi có chút lao đao. Có những người không thừa nhận thành công mà bạn có, thậm chí họ còn thêu dệt lên những câu chuyện đáng sợ về bạn. Họ cho rằng bạn có được hiện tại là do bạn làm điều ác, điều xấu mà ra. Sức khỏe giảm sút một phần vì bản mệnh lo nghĩ quá nhiều với những rắc rối đang xảy ra trong cuộc sống của mình tại thời điểm hiện tại. Hãy giữ cho mình sự bình tâm với mọi sóng gió, với những việc mình không làm thì đừng sợ hãi, hãy mạnh mẽ, đối diện. Thực ra nhìn đi, nhìn lại bạn cũng còn may mắn hơn rất nhiều người xung quanh mình, vì thế đừng tiêu cực quá nhé. Ngũ hành tương sinh tốt cho các mối quan hệ gần gũi với bạn, ví dụ như bạn có người thương chăm sóc và thấu hiểu. Bên cạnh đó, khi sóng gió xảy ra, họ vẫn ở bên để bảo vệ che chở cho bạn. Hãy nhìn vào những khía cạnh tích cực này để nhận ra rằng ai mới là người thực sự tốt với ta. Chi tiết cụ thể về các phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Kỷ Hợi âm lịch, tam bích bay về phương Tây Nam, mệnh chủ dễ vướng vào những rắc rối. Nếu không cẩn thận, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc dính dáng đến pháp luật hay kiện tụng nữa. Công việc của bạn tuy đã có chút thành quả, nhưng công sức bạn bỏ ra quá lớn, chưa tương xứng với nỗ lực của bạn suốt nhiều năm qua. Đã đến lúc bạn cần chững lại một thời gian để thoát ra khỏi sự bận rộn, tìm cách để làm việc thông minh hơn, không nhất thiết phải tốn quá nhiều sức lực hay tiền bạc. Người có năng lực cũng không thể đảm bảo rằng bạn luôn thành công, hãy học hỏi người đi trước và học tập từ mô hình nào mà bạn thấy phù hợp với mình nhất. Thời gian tháng cô hồn này rất phù hợp để bạn tiếp tục học tập và thực hành những gì được học vào thực tế. Khi năng lực được cải thiện thì mọi việc sẽ lập tức hanh thông, không còn chỗ cho cảm giác thiếu tự tin hay mông lung nữa. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho thấy thiên tài ghé thăm mang lại cơ hội gia tăng tài sản cho con giáp tuổi Kỷ Hợi. Với nguồn thu trong 6 tháng đầu năm, bạn đã có được một khoản tiền kha khá. Nếu mua nhà, mua xe lúc này thì cũng nên cân nhắc ưu và nhược điểm của nó trước khi ra quyết định bạn nhé. Mục tiêu tài chính của bạn thực ra chưa được hoàn thành,
nhưng đã thực sự khởi sắc và cho thấy rằng bạn đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, bạn nên điều chỉnh kế hoạch tiền bạc một chút để cho thấy rằng bạn còn có thể vượt xa con số hiện tại. Bạn đủ năng lực nhưng chỉ là lâu nay bạn đang giới hạn khả năng của mình mà thôi. Không ít khi con giáp tuổi Kỷ Hợi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, có xu hướng tìm chỗ nào đó để vui chơi và quên áp lực. Việc chuyển sự chú ý của mình vào chỗ khác khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, nhớ giới hạn số tiền được tiêu cho các cuộc vui của mình nếu không muốn rơi vào tình trạng thiếu thốn như trước đây. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi tuổi Kỷ Hợi tháng 7 âm lịch năm 2024 chỉ ra rằng phương diện gia đạo của con giáp Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong năm Giáp Thìn có khá nhiều tin vui. Các thành viên hòa hảo tôn trọng nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Vận trình tình cảm diễn ra khá êm đềm, lịch trình của bạn khá bận rộn nhưng may mắn có được sự thấu hiểu của một nửa nên không có điều gì quá rắc rối xảy ra. Trong các cuộc bàn bạc lấy ý kiến của mọi người, bản mệnh đừng cố chấp, có thể do mệnh có bệnh nên con giáp tuổi Kỷ Hợi dễ giận hơn và thiếu đi sự lắng nghe. Tuy nhiên, nếu người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé, họ nhường cho bạn là vì họ quý trọng mối quan hệ giữa hai người chứ không phải vì họ sai. Những cặp đôi lúc này rất biết cách để cân bằng lại cuộc sống, nhiều người có thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình. Dù bận rộn nhưng bạn vẫn sắp xếp công việc để tách biệt với cuộc sống riêng của mình. Về mặt sức khỏe, bước sang tháng mới thiên nguyệt hung tinh cho thấy người tuổi Kỷ Hợi đang trải qua giai đoạn rất áp lực. Bạn thường xuyên cảm thấy lo lắng nhiều đêm mất ngủ, gây bất lợi cho sức khỏe. Cơ thể yếu nhược một phần vì bạn bỏ bê việc tập luyện để theo đuổi kế hoạch trong công việc, đó là lý do tháng này bản mệnh rất dễ ốm đau, bệnh tật. Nếu có thể cân đối lại thời gian bằng việc lập kế hoạch, chi tiết cụ thể hơn để biết tập trung việc gì thì bạn sẽ đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Tháng 7 âm lịch dễ có mưa bão, sấm chớp, do đó đi đâu cũng nhớ chuẩn bị trang phục phù hợp, nhất định vầy tránh việc dầm mưa, dãi nắng. Nếu không bạn sẽ dễ bị ốm và nhập viện, âm khí tháng cô hồn gia tăng nên hãy tìm cách giữ cho cơ thể ở trạng thái ấm hơn, không nên quá mát, quá lạnh. Tiếp theo là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959 đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 âm lịch này, vận trình tài lộc lên bổng xuống trầm, mới đó thực thần trao cho vận may tiền bạc lớn bất ngờ, bản mệnh cũng nhanh nhạy nắm bắt được. Nhưng nguy cơ phá tài, hao lộc có thể đến bất cứ lúc nào khi mà kiếp tài vẫn đang rình rập xung quanh chờ thời cơ phá hoại. Công việc của bản mệnh trong tuần về cơ bản khá ổn định, không có nhiều biến cố xảy ra trong khoảng thời gian này, bản mệnh cũng đang làm rất tốt việc của mình và được cấp trên đánh giá cao. Chính quan cho thấy, cấp trên khá ưu ái và dành nhiều cơ hội để phát triển cho con giáp này. Tuy nhiên, tới cuối tuần có thể xảy ra chút rắc rối trên chặng đường công danh phía trước. Thiên quan báo thị phi sắp ập tới, kẻ xấu đâm đặt chuyện sai lệch với sự thực để đe dọa phá hoại thanh danh của con giáp này, cần vững vàng tinh thần để đối phó với những thủ đoạn của kẻ xấu kia. Với người tuổi Kỷ Hợi tuần này tràn đầy những sóng gió, đường tình cảm duyên phận ngặt nghèo, bách việt trợ lực đào hoa, nhưng đào hoa vượng lại biến thành đào hoa dữ. Quý nhân, Tuất, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Sửu, màu sắc may mắn, xanh lá, tím, con số phát tài 97, 33, 14. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến 15 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Kỷ Hợi trong tử vi tuần từ ngày mùng 8 cho đến 15 tháng 7 2024 có chút may mắn hơn so với những con giáp khác. Thiên đức quý nhân cho cơ may phát tài, phát lộc, thăng quan, tiến chức. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì con giáp này có thể tiến rất xa trong tuần này. Công việc được quý nhân giúp đỡ, dù có những trắc trở và khó khăn, không tránh khỏi những vận gặp hung hóa cát, giành được mục tiêu đã định. Chính quan trợ vận, bản mệnh phát huy được những tiềm năng còn chưa khai phá của mình và có được những hướng đi mới trong tương lai. Tài vận sáng, bản mệnh chẳng những thu nhập từ công việc chính ổn định, mà nếu bung ra làm kinh doanh thì cũng được các thần hỗ trợ, nâng đỡ cho vượt qua những khó khăn lúc ban đầu. Thực thần che chở, song bản mệnh đừng quá ỷ thế được các thần giúp đỡ mà không chịu cố gắng, bởi chẳng có gì tự nhiên mà có đâu. Đường tình duyên có phần khởi sắc nhưng chưa được rõ rệt cho lắm. Quý nhân, Tuất, Dần, tiểu nhân, Sửu, Thìn, màu sắc may mắn, tím, trắng, con số phát tài, 56, 68, 09. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến 22 tháng 7 âm lịch.
Với người tuổi Kỷ Hợi, tử vi tuần mới hung cát đan xen, có nhiều điều khó nói trước là hung hay cát. Mặc dù tử vi cát tinh trợ lực sự nghiệp thăng tiến, song có vẻ hung họa vẫn còn rất nhiều, kéo vận trình công danh của con giáp này càng ngày càng thêm sa sút. Vừa gặp thiên quan chưa ứng phó xong với họa tiểu nhân, đã gặp phải thương quan, bản mệnh điêu đứng vì không tìm thấy lối thoát cho mình trong vận trình tuần mới. Có lẽ người tuổi Kỷ Hợi phải xem xét lại chính bản thân mình, làm việc nghiêm túc và cẩn trọng hơn để tránh những sai sót có thể xảy ra, cũng như hạn chế bị tiểu nhân bắt thóp. Tài lộc trong tuần này của người tuổi Kỷ Hợi bù lại rất nhiều, lộc lá nhiều không đếm xuể, trong những thu nhập chính có phần tăng. Thu nhập phụ ngoài luồng của bản mệnh cũng có những tín hiệu đáng mừng, thêm vào thực thần luôn ở bên che chở, nên dù là người làm công ăn lương hay người buôn bán, cũng chẳng lo thiếu tiền tiêu. Đường tình duyên kém sắc đào hoa phai màu, người đã có gia đình thì mải mê với chuyện kiếm tiền mà buông lơi việc quan tâm, chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Quý nhân, thân, tỵ, tiểu nhân, sửu, mùi, màu sắc may mắn, vàng, nâu, con số phát tài, 31, 59, 11. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến cuối tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Kỷ Hợi, tử vi tuần này hung vận lấn át, điềm báo chẳng lành có thể xảy ra. Tuy nhiên, đường tài vận của con giáp này lại khởi sắc rực rỡ, xứng đáng là điểm sáng khiến cho bản mệnh không khỏi mừng vui sau những nỗi buồn về công việc. Chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, túi tiền của bản mệnh chỉ đầy chứ không vơi, vì tiền bạc vào nhiều không kể xiết. Dù là dân văn phòng hay giới kinh doanh, cũng sẽ có được cơ hội kiếm tiền khá lớn. Có điều, trong tháng có hung tinh tiểu hao, đừng tiêu xài phung phí quá mức, kẻo phí hoài công sức kiếm tiền. Công việc khá suôn sẻ, vào thời điểm đầu tuần khi mà ấn quan tương trợ, hiệp sức cùng giúp cho bản mệnh hoàn thành công việc như dự định. Nhưng có chút vấn đề xảy ra khi bắt đầu từ giữa tuần và thăng bằng trong công việc của bản mệnh bị phá vỡ, có nhiều chuyện xảy ra khiến bạn không kiểm soát được công việc như mong đợi. Tình duyên trong tuần này không có gì thay đổi, cuộc sống lương duyên êm đềm và hạnh phúc. Quý nhân, dần, tuất, tiểu nhân, ngọ, dậu, màu sắc may mắn, hồng, cam, con số phát tài, 30, 94, 06. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Trong tháng 7 âm lịch, đón vận may tài lộc, vượng phát đủ đường, địa vị nâng cao, giàu sang phú quý, người người ngưỡng mộ. Hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 1 âm lịch. Tháng riêng rơi vào tiết Tân Xuân, người tuổi Kỷ Hợi sinh thời điểm này trong năm thông minh mà hiền đức, là người có địa vị được tôn trọng nể vì danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới có thể làm nên đại nghiệp. Sinh vào tháng 1 âm lịch trong năm, tuổi Kỷ Hợi có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước, biết sau, kính già, yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm, là người dám chịu trách nhiệm. Sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người, nên con giáp này có rất nhiều bạn bè, có mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng. Họ còn có khả năng lãnh đạo nên dễ dàng đạt nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 2 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi theo tháng sinh, người sinh vào tháng 2 âm lịch trùng với tiết Kinh Chập, đa phần dễ làm nên thành công vang dội. Địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Sinh vào thời điểm này trong năm, tuổi Kỷ Hợi là người có số mệnh phú quý, họ giàu sang nhưng cao nhã, không hề thô tục, đây là người vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 2 âm, chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm là tiết Thanh Minh, người tuổi Kỷ Hợi có tháng sinh này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh. Tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí cao chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em, mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên. Họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này. Tuổi Kỷ Hợi sinh vào tháng 3 âm lịch, luôn tạo áp lực cho chính mình hay vất vả chạy vạy ngược xuôi, nhờ vào tài trí cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình, họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 8 âm lịch.
Tháng 8 âm là tiết Bạch Lộ, tuổi Hợi sinh tháng này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống sau này an lạc, giàu sang nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm nhưng biết cách thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ thì vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm nên học cách tự lập từ sớm, số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.